Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Phân Thân Tập Hồi, Phẩm Thứ Hai, Hóa Thân Cùng Quyến Thuộc. Lúc đó, phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục, trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhiều thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến muôn nghìn ức na do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó, thầy nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, trụ nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác tròn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử ở trong sáu đường như sáu đường chịu những sự khổ sở không lúc nào tạm ngừng dứt, như lòng từ bi lớn và thề nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Nhưng đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hơn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ủy thác, bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngủ trược giáo hóa những chúng sinh căng cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà về tánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần quen theo thánh ác. Muốn đổi chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước, hoặc có những người tuân thánh lệ nghe pháp của ta thời liền trong chúng sanh đó, hoặc có những người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời liền tính nhận, hoặc có những người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiền quả, hoặc có những kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta cũng phân ra nhiều thân đủ thoát những hàng chúng sinh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối làm lợi ích cho mọi người để rồi đủ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phủ, hoặc hiện ra thân các hoàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát, chứ chẳng chỉ hiện ra thân Phật trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua vô số kiếp nhọc nhằn đủ thoát những chúng sinh căng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra, những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu những đường sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi ân cần phó chúc đây mà gắng đủ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lạc ra đời đều đang giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bấy giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: Từ kiếp lâu xa đến nay, từ con nhờ Đức Thế Tôn tiếp đồ dắt dìu làm cho con có được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, trong mỗi thân đó hóa đủ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hẳn vòng sinh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, bằng hột hạ cát, một bùi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mẻ lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Quý mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Quý mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy, Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay hai tay, ta hỗ trợ cho ông được vậy nhỉ. Từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, chứng cứu độ tất cả chúng sinh trong đời, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So Ha.